Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Kinh tế, Tài chính, Bất động sản của chúng tôi. Trong bản tin hôm nay, ngày 7 tháng 11 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đến hết năm 2024, dự kiến hoàn thành hơn 243 km đường ven biển. Hơn 1.000 doanh nghiệp bất động sản trở lại thị trường. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 1.600 giao dịch. Thành phố Hồ Chí Minh còn hơn 59.000 căn hộ chung cư chưa được cấp sổ đỏ. Thành phố Hồ Chí Minh quy định những giấy tờ khác về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đến hết năm 2024, cả nước dự kiến hoàn thành 243,5 km đường ven biển. Trong đó, năm 2022 đã đưa vào khai thác 79,3 km đường ven biển qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đoạn Vân Đồn, Móng Cái. Năm 2024, dự kiến hoàn thành 164,2 km đường ven biển qua địa bàn các tỉnh, thành phố Hải Phòng 19,6 km, Thái Bình 35,5 km, Nam Định 65,8 km, Ninh Bình 3,25 km, đoạn qua tỉnh Nghệ An 7,5 km, Bình Thuận 32,5 km. Cũng theo báo cáo, dự kiến hết năm 2024, hoàn thành và đưa vào khai thác khoảng 365,8 km đường và cầu của các địa phương, gồm Hà Giang 41,5 km, Thái Nguyên 42,55 km, Bắc Cạn 37 km, Phú Thọ 53,5 km, Bắc Giang 42,16 km, Hải Phòng 2,2 km, Hải Dương 36,5 km, Hưng Yên 33,5 km, Ninh Thuận 22,3 km, Tây Ninh 14,9 km, Long An 14,2 km, Cà Mau 25,5 km. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình nhà ở và thị trường bất động sản quý 3 năm 2024. So với nửa đầu năm trước, đến quý 2 năm 2024, ngành bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng 2,94%. Doanh thu kinh doanh bất động sản 9 tháng đầu năm nay đạt 199.156 tỷ đồng, chiếm 60,3% trong doanh thu dịch vụ khác, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, 9 tháng đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.051 doanh nghiệp bất động sản được cấp phép thành lập với tổng vốn đăng ký 40.137 tỷ đồng. Về tình hình triển khai các dự án nhà ở, quý 3 năm 2024, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 3 dự án, 2 dự án nhà ở thương mại và 1 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, 1 dự án được cấp phép xây dựng. Quý vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đủ điều kiện huy động vốn sản phẩm nhà ở thương mại hình thành trong tương lai cho 4 dự án với tổng giá trị vốn cần huy động hơn 9.118,893 tỷ đồng. 1.567 căn hộ chung cư và 44 căn nhà thấp tầng của 4 dự án này đều thuộc phân khúc cao cấp. Tất cả 1.611 căn nhà này cũng đã được giao dịch bất động sản trong quý. Ngày 5 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định thành lập tổ công tác giải quyết các nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hay còn gọi là sổ đỏ cho tổ chức cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát tổng thể và thống kê số liệu các khu nhà, dự án nhà ở thương mại trên địa bàn đã được cấp phép đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận. Đồng thời, xác định rõ nguyên nhân, vướng mắc dẫn đến việc chưa hoàn thành việc cấp sổ đỏ, phân nhóm, phân loại, thống kê số liệu, danh sách dự án cụ thể theo từng nhóm, đề ra và thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc khó khăn theo kế hoạch, lộ trình và thời gian cụ thể. Tình trạng căn hộ chung cư, nền đất bị treo sổ đỏ khiến người dân thành phố Hồ Chí Minh bức xúc gần chục năm qua, nhưng tiến độ giải quyết khá chậm. Theo Sở Tài nguyên Môi trường, tính từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực, thành phố Hồ Chí Minh triển khai 335 dự án với hơn 191.000 căn hộ tính đến tháng 3 năm 2024, còn hơn 59.000 căn chưa được cấp sổ đỏ. Nếu đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh thì bạn bè hay người thân của bạn có rơi vào trường hợp chưa được cấp sổ đỏ, tình trạng hiện tại ra sao? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định quy định những giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trên địa bàn thành phố có hiệu lực từ ngày 30 tháng 10. Quyết định 95/2024. Đối tượng áp dụng theo quyết định là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai,
cơ quan nhà nước có liên quan đến việc giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định theo quy định tại điểm N, khoản 1, điều 137 Luật Đất đai năm 2024. Theo đó, các giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại điểm N trên bao gồm: sổ mục kê được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo chỉ thị số 299 ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý mà có tên người sử dụng đất, giấy phép ủy quyền nhà ở, ủy quyền sở hữu nhà ở do Sở Quản lý Nhà đất và Công trình Công cộng, Sở Nhà đất hoặc Ủy ban Nhân dân quận huyện cấp có nội dung công nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho người thụ ủy. Hợp đồng mua bán nhà ở trả góp do cơ quan có chức năng thực hiện, xây dựng để bán, kèm biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở và giấy xác nhận đã hoàn tất trả tiền mua nhà trả góp. Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà được Ủy ban Nhân dân cấp xã chứng thực chữ ký bên mua, bên bán hoặc chứng thực việc mua bán. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quyết định 95 định kỳ tổng hợp khó khăn vướng mắc, đề xuất nếu có báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo thực hiện. Với những thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất bạn nhé.